Thanh Nga và Thu Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình với khán giả NTV. Chương trình ngày hôm nay sẽ điểm lại những kết quả của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An được khẳng định tại hai giải báo chí Nghệ An năm 2013 và báo chí quốc gia lần thứ 8. Và cũng sẽ có trong chương trình câu chuyện tác nghiệp của nhóm tác giả tác phẩm vượt thủng đạt giải B giải báo chí quốc gia và các phim hay trên sóng NTV. Thưa quý vị, giải báo chí Nghệ An năm 2013 đã thu hút được 125 tác giả là phóng viên, cộng tác viên của 17 cơ quan báo chí trong tỉnh và trong nước tham gia với 106 tác phẩm thuộc các thể loại là báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử và ảnh báo chí. Qua các vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng chấm giải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 29 tác phẩm đạt giải báo chí Nghệ An năm 2013, trong đó có 10 giải khuyến khích, 12 giải ba. Giải nhì được trao cho 3 tác phẩm: Phóng sự điều tra, Hành trình tìm sự thật tà đạo Hoàng Thiên Long, Kinh hoàng chất tẩy trắng và Cấp trùng thẻ bảo hiểm, trách nhiệm thuộc về ai. Giải nhất báo chí Nghệ An năm 2013 vinh dự được trao cho tác phẩm Chim trời về đâu của nhà báo Thanh Hùng, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và tác phẩm Xung quanh vụ việc vi phạm pháp luật ở Nghi Phương của nhóm tác giả Đức Chuyên, Khánh Ly, báo Nghệ An. Năm 2014 được xem là một năm thành công của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tại các kỳ liên hoan, các giải báo chí cấp quốc gia và mới đây là giải báo chí quốc gia lần thứ 8 năm 2013. Từ 183 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Giải báo chí quốc gia lần thứ 8 năm 2013 đã lựa chọn 115 tác phẩm để trao giải, trong đó có 8 giải A, 28 giải B, 41 giải C, 38 giải khuyến khích. Những tác phẩm được đánh giá xuất sắc nhất trên các phương diện, vấn đề, chủ đề, nội dung phản ánh. Và ở thể loại tin, phóng sự, ký sự, ở báo hình, tác phẩm vượt thủng của nhóm tác giả Hoàng Quyền, Trường Ca và Trần Minh đến từ Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã vinh dự nhận giải B. Ở đây, trên mặt nước sông Lam, hàng ngày đều đặn người ta vẫn thu tiền của những chiếc thuyền chở cát qua lại theo cách của những người đi vợt cá. Tần suất thuyền qua lại nhiều, người ta vợt được số tiền lớn. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước thì vẫn bị thủng. Vượt thủng là câu chuyện về vấn đề khai thác cát trên sông Lam, một vấn đề không mới nhưng luôn nóng. Nóng bởi việc khai thác bừa bãi đã làm mất dần đất sản xuất nông nghiệp hai bên bờ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy và các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, cái nóng của vấn đề này còn nằm ở chỗ số tiền mà các thuyền khai thác cát phải nộp lại bị thất thoát tại trạm Bara Nam Đàn. Qua nhiều tháng mật phục theo dõi cho thấy, trung bình mỗi ngày có từ 25 đến 60 thuyền chở cát qua trạm Bara Nam Đàn. Lấy số trung bình là 35 chuyến mỗi ngày nhân với 250.000 đồng cho mỗi chuyến, thì một ngày trạm Bara Nam Đàn thu khoảng gần 9 triệu đồng. Như vậy, mỗi tháng trạm Bara Nam Đàn sẽ thu khoảng trên 260 triệu đồng, mỗi năm là trên 3 tỷ đồng. Cái tác phẩm vượt thủng khi thực hiện thì gặp khá là nhiều khó khăn, nhưng trong đó khó khăn nhất là để mình làm sao chứng minh được cái số tiền mà họ thu để bỏ vào túi cá nhân là bao nhiêu. Bởi vì là khi mà quá trình thực hiện ấy, thì biết rằng là hàng ngày vẫn là thuyền đi qua chở cát thì họ vẫn thu tiền. Và cái số tiền này là khi phóng viên nhận định rằng là rõ ràng là nó có những cái sự khuất tất, nhưng mà khuất tất bao nhiêu để chứng minh được thì đó là cả một cái quá trình mà mình phải vừa mật phục để quay, vừa thống kê, rồi đồng thời là phải tìm được các cái số liệu đối chiếu, kể cả số hồ thu này, rồi kể cả các cái số liệu về hồ nộp vào ngân sách là bao nhiêu, thì từ đấy thì mình mới đối chiếu và mình đưa ra được một cái tính toán cái số lượng họ thu để bỏ vào túi cá nhân tương đối sát. Đối với sai phạm trong tác phẩm vượt thủng, nỗ lực tìm tòi, phát hiện, điều tra đã khó,
nhưng khó hơn là thực hiện những cảnh quay làm bằng chứng. Cái tác phẩm vượt thủng thì quan trọng nhất là mỗi khi quay là phải mật phục rất nhiều ngày, và đôi khi là cái thuyền hẳn là chỉ quá được một buổi lần, quá thì một lần thôi, mà mình nếu mà không mật phục muốn quay cái cảnh đó thì có những cái phim đó cũng là không thành công. Thành công của tác phẩm vượt thủng có được xuất phát từ lòng yêu nghề, trách nhiệm với cộng đồng của chính nhóm tác giả, đồng thời cũng khẳng định báo chí chính là công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh, phê phán với các hiện tượng tiêu cực, nhất là cuộc chiến chống tham nhũng còn đầy cam go. Một bước phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vừa được đánh dấu, đó là việc đài vừa tổ chức lễ động thổ công trình nhà làm việc, phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Nghệ An. Điều quan trọng hơn, cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, nâng cao chất lượng chương trình, thì đây sẽ là tiền đề để Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát triển xứng tầm với chức năng Đài Phát thanh Truyền hình khu vực giai đoạn 2014-2020. Lễ động thổ công trình nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Nghệ An là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đúng vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Công trình có thiết kế 12 tầng với diện tích sàn hơn 9.300 m², tổng mức đầu tư công trình là 119 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là công trình kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn cho thành phố Vinh. Với cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật tiên tiến sẽ đáp ứng nhiệm vụ sản xuất và tiếp phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình đạt chất lượng cao. Cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất, thực hiện quyết định số 2092 ngày 16 tháng 5 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố thu hút nhân lực chất lượng cao khối hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2018, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã có kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014. Theo kế hoạch, năm 2014 sẽ có 8 vị trí được tuyển, bao gồm phóng viên, đạo diễn, biên kịch, phóng viên, quay phim, thiết kế sân khấu, kỹ sư âm thanh, ánh sáng, nhạc sĩ, phát thanh viên dẫn chương trình. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm trên trang thông tin điện tử của Đài Truyền hình Nghệ An, truyềnhìnhnghệan.vn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, bộ phim Hàn Quốc Anh hùng Hong Gin-dong đã xuất sắc vượt qua các bộ phim nước ngoài và phim đội chủ nhà để được vinh danh là series phim truyền hình xuất sắc nhất. Sau khi Anh hùng Hong Gin-dong giành được giải thưởng danh giá này, thì đài truyền hình KBS của Hàn Quốc cũng được tôn vinh với giải thưởng hệ thống truyền hình và sản xuất phim tốt nhất cho thể loại series phim truyền hình. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của chị em nhà Hong, những người đã tạo thành công cho My Sexy Girl Corporate Fantasy. Phim lên sóng bắt đầu vào lúc 16h15 phút hàng ngày trên NTV. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Bộ phim được dựa theo truyền thuyết về anh hùng Hong Gin-dong có nghệ tinh nhuệ năng lực. Cùng với tầng lớp bị áp bức trong xã hội, Gin-dong đứng lên chống lại cả triều đình, hướng tới một thế giới mới không có nô lệ. Người dân được sống trong no đủ hạnh phúc. Oan cho chúng tôi quá. Sát cánh cùng Hong Gin-dong là thái tử Trang Huy và cô gái người thơ Uno. Giữa họ xảy ra mối tình tay ba ngang trái. Trừ khi muội sắp chết, đau khổ đến mức không thể sống nổi. Nếu không thì đừng đến. Giống như bây giờ, nếu vẫn chịu đựng được. Đó là thế giới mọi người cùng bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, đúng không? Tôi và Quang Bin đang vẫn sẽ đứng bên cạnh kẻ yếu để chiến đấu. Anh hùng Hong Gin-dong là một trong những bộ phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2013 của truyền hình KBS Hàn Quốc. Hai tập phim Việt Nam Tiểu Thư Vào Bếp của đạo diễn Nhâm Minh Hiền vừa được khởi chiếu trên NTV. Bộ phim là cuộc chiến ngầm giữa hai cô con gái của chủ quán bún bò Thiên Kim và Phụng. Cả hai đều đăng ký một cuộc thi dành cho tuổi teen, nhưng mục đích của hai cô gái này hoàn toàn khác nhau. Nhiều tình tiết hấp dẫn khán giả, như là khán giả tuổi teen sẽ có trong Tiểu Thư Vào Bếp, phát sóng vào 13 giờ 5 phút hàng ngày trên NTV, bắt đầu từ 27 tháng 6. Về chừng bị đòn đó. Sao? Một tiểu thư Thiên Kim, kiêu kỳ xinh đẹp, đa tài. Có ông chỉ con thì thôi. Một cô bé Phụng giản dị, đam mê nấu bún bò. Nếu như bây giờ á, con lấy được cái hộp về cho bà cố á, bà cố phải cho con biết mọi bí mật về bún bò nha. Ước mơ lớn nhất của em á là làm ra một loại bún bò thật là ngon. Hai cô gái cùng tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen, nhưng mục đích hoàn toàn khác nhau. Em muốn trở thành một nghệ sĩ lớn,
Một người được công chúng hâm mộ ạ. Hài hước, vui nhộn. Tiểu thư vào bếp, thêm một góc nhìn chân thực trong cuộc sống. Bộ phim đề cao giá trị gia đình, đồng thời mang đến thông điệp: hãy để các em sống với đúng ước mơ của chính mình. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao và đa dạng của khán giả xem truyền hình, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2014, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ gửi tới quý vị khán giả chương trình phim cuối tuần phát sóng vào 21 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh NTV. Những bộ phim sẽ được lựa chọn để phát sóng đều là những tác phẩm kinh điển từng được đề cử và đạt nhiều giải thưởng danh giá ở các kỳ liên hoan phim quốc tế. Không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nội dung, các bộ phim còn lôi cuốn khán giả bởi diễn xuất tuyệt vời của những diễn viên điện ảnh hàng đầu thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chúng ta vừa cùng nhau đi hết thời lượng của chương trình với khán giả NTV kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Như thực lệ, mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình xin hãy gửi về địa chỉ: chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh. Hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình với khán giả NTV trên trang web truyenhinhnghean.vn. Còn bây giờ, Thanh Nga và Thu Hằng xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.